Khai mạc du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023, một sự kiện lớn mang đậm dấu ấn văn hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh du lịch Hà Tĩnh. Đến Hà Tĩnh, du khách được trải nghiệm nhiều giá trị văn hóa lịch sử nổi tiếng. Nghỉ dưỡng tại Resort Quỳnh Viên, Vinpearl Resort, Mường Thanh Luxury Sơn Thành. Cảm nhận những phút giây thư giãn bằng các trò chơi. Thỏa sức với những đường bóng góp trên sân cỏ. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề Hà Tĩnh, trang thơ hòa sóng biển diễn ra vào 20 giờ ngày 22 tháng 4, 2023 tại bãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc với màn carnival đường phố nóng bỏng, trẻ trung, sôi động và hấp dẫn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Hà Tĩnh HTV và sóng truyền hình trong cả nước. Chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh, trang thơ hòa sóng biển do đơn vị sự kiện Công ty Hồng Lam Media Hà Tĩnh, đạo diễn Tạ Dương dàn dựng công phu, ấn tượng với các diễn viên múa chuyên nghiệp, hội tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Kai Ojok, Phát Quỳnh Anh, Đăng Thuật, Thanh Quý, Phan Thanh Quyền, Hải Lê, Thanh Tài, Quang Linh. Kết thúc chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Du lịch Hà Tĩnh, an toàn, thân thiện, mến khách. Du lịch Hà Tĩnh, trang thơ hòa sóng biển.